gian hàng của công ty VNPT Technology tại triển lãm quốc tế 4G vừa diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, đơn vị này đã giới thiệu những công nghệ IoT chạy trên nền tảng 4G LTE hiện đại nhất. Song hành với đó, đơn vị này cũng nghiên cứu và phát triển nền tảng IoT Smart Connected Platform. Đây là nền tảng mở và duy nhất kết nối vạn vật cung cấp dịch vụ end-to-end, giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng 4G LTE trong đời sống. Thực ra hiện tại thì cũng là cái thời điểm mà nên triển khai cái mạng 4G. Tại sao? Tại vì hiện tại thì các dịch vụ có nhu cầu băng thông lớn đang phát triển bùng nổ. Những dịch vụ về mạng xã hội, Facebook, Instagram, những dịch vụ về OTT, Zalo, Viber, những dịch vụ về video, về xem phim HD, rồi tiến tới là những cái dịch vụ xem phim HD 4K, là những cái dịch vụ mà có nhu cầu băng thông lớn, có nhu cầu về cái tốc độ xử lý dữ liệu rất là nhanh. Ngay từ đầu năm nay, chính phủ đã ban hành chương trình phát triển băng rộng quốc gia đến năm 2020, trong đó đặt mục tiêu xây dựng và phát triển một cơ sở hạ tầng băng rộng quốc gia hiện đại, an toàn, dung lượng lớn với hạ tầng băng rộng 3G, 4G phủ đến 95% dân số cho đến năm 2020. Trong năm 2016 thì chúng ta sẽ xem xét là chính thức cấp phép cho các doanh nghiệp thương mại hóa cái dịch vụ này, cái công nghệ mới này. Thì hiện nay là tất cả đã theo đúng cái lộ trình, thì hiện nay là các nhà mạng đã triển khai, người sử dụng thì cũng được những cái trải nghiệm nhất định. Và hiện nay thì các doanh nghiệp đã báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông thì cũng đang xem xét để có cái kết luận, và dự kiến thì là trong tháng 9, tháng 10 thì Bộ sẽ cấp phép để chính thức hóa cái việc là cung cấp dịch vụ của viễn thông sử dụng công nghệ 4G. Theo nhiều chuyên gia, dù việc triển khai mạng 4G LTE sớm hay muộn phụ thuộc vào chính sách của cơ quan quản lý và nhu cầu của các doanh nghiệp, nhưng năm 2016 là thời điểm chín muồi để triển khai mạng 4G và không thể chậm hơn nữa. Hiện nay, mật độ băng rộng cố định sau 10 năm phát triển chỉ chiếm tỷ lệ 7-8% dân số và không thể đến từng hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, băng rộng di động sau 5 năm triển khai đã chiếm mật độ hơn 30%. Khi mà triển khai đấy, tức là phải tập trung triển khai lớn và triển khai mạnh luôn, chứ không phải là làm lác đác. Ví dụ đã làm ở vùng nào là phải làm tốt vùng ấy. Chứ ví dụ chúng ta có 1.000 trạm, chúng ta tải lên ví dụ như cả một cái vùng rất lớn thì nó có khi là chỗ nào cũng có đấy, nhưng mà chất lượng nó không đảm bảo và người dùng người ta dùng một thời gian người ta sẽ rất là chán, người ta sẽ bỏ. Việc Việt Nam triển khai 4G chậm đương nhiên sẽ thiệt thòi cho người dùng. Song với các nhà mạng đó cũng là lợi thế khi được tiếp cận với công nghệ mới nhất của 4G. Cho phép có nhiều mô hình và bài toán kinh doanh phù hợp. Thị trường Việt Nam hiện nay đã hoàn toàn sẵn sàng cho 4G. Các sản phẩm smartphone hỗ trợ 4G đã giảm giá mạnh, phù hợp với túi tiền của đa số người dùng. Theo ước tính của các hãng công nghệ viễn thông trên thế giới, việc triển khai 4G có tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Cụ thể, khi mật độ băng thông rộng tăng 10%, thì GDP có thể tăng thêm 1%. Và với những lợi ích rõ ràng như vậy, việc triển khai 4G là cần thiết và hy vọng 4G sẽ sớm được triển khai chính thức tại Việt Nam. Nhờ có nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi bò thịt, trồng 1,5 sào lúa nước và 3...